Sau một hồi thể thao nhưng đã giật các bạn ha, nói đây gần hơn 2/3 đoạn đường rồi đó. Đó, mới ra lò ở đây nữa đây, thấy cũng nhanh lắm các bạn, người cuốn người chiên, ngưỡng tay chân chứ ngồi mà làm mình nên vừa chiên vừa cuốn luôn, mệt rồi các bạn. Thì cũng tính công đoạn đó làm chắc cũng nghỉ cũng từ 2 tiếng đồng hồ á, tại vì mình bào cà rốt, bào phơi môn, lột tôm, xay tôm, cực một chút mà nó vui đó các bạn. Thấy sau một hồi mình đã chiên được bao nhiêu ở đây nè các bạn, đó. Bạn thấy không, nhà cửa mình đồ đạc ở dưới bếp đầy cho các bạn, mong các bạn thông cảm nha. Bài quá bài nè các bạn thấy không, chưa có ở không mà dọn dẹp nữa các bạn, để sau nấu nướng mình mới dọn dẹp nó sao, quá bài. Còn đây là chiến tích nồi curry gà. Nồi curry gà hôm qua mới ăn gần xong rồi các bạn. Đó, cái đó dư âm hôm qua còn lại đó các bạn. Đây các bạn thấy mình chiên không? Không bao giờ văng các bạn. Đó, bữa nào các bạn làm cho gia đình ăn này ha, về cuốn rồi chiên, tự tay mình làm ăn nó ngon các bạn, vừa ý nữa, cực một chút mà nó vui, vừa được vui mà vừa được xếp tiền nữa các bạn. Làm cái giò này cũng dễ lắm các bạn ơi, để mình nhắc lại các bạn thêm một lần nữa ha, là mình công đoạn mình làm chả giò đó là nói về nhân trước đi. Nhân thì có thịt heo quay nè, thịt heo xay nè, tôm, cà rốt, khoai môn, tiêu với để chút xíu hành lá vô cũng được các bạn cho nó thơm, còn mình không thích ăn mình không để cũng không sao. Còn tiêu để vô chút xíu cho nó cay cay. Còn thí dụ mà gia đình mình làm mà muốn cho bé Bi ăn mình không để tiêu cũng không sao, tùy theo mỗi người. Đó thì các bạn làm nhân xong rồi, nhưng mà công đoạn là cái đó phần nhân nha các bạn. Rồi các bạn phải đi mua, các bạn phải mua cái ở Việt Nam thì mình không biết như thế nào, ở Mỹ đây các bạn. Đó, các bạn mua cái này cuốn cho giò, xé ra rồi cái hiệu nó mất tiêu rồi đó. Thì cái bánh tráng này nè các bạn, ở Mỹ đây thì mình mua cái loại này đó. Mình cuốn đó các bạn, mà thấy cuốn ra nó ngon. Cái bánh, cái loại bánh này mình thích các bạn, nó có nhiều loại lắm nhưng mà cái loại này mình thích, mình thấy ăn nó giòn nó ngon. Bạn thấy cuốn này mình sẽ giò ngon không, để mình quay cho các bạn, lấy cái miếng này mình ráp lên mình để cho các bạn coi cái hiệu kỹ một lần nữa không, các bạn thấy không đó, mình thích cái hiệu này nè các bạn, nó giòn nó ngon lắm. Các bạn thấy để chữ có chữ Tàu nữa không, chữ Anh nữa, nhưng mà ở đây để make in USA đó. Cái bọc đó mình xé rồi đó các bạn. Còn cái đây là bọc mới của nó nè. Nè các bạn thấy không? Nó hai mặt như vậy nè các bạn. Cái này mặt sau của nó. Cái này mặt trước. Mỗi một bịch gì nó có 25 miếng. Mình cuốn được 25 cuốn. Thì tùy theo mình tính,
Rồi mà trước khi mà mình cuốn đó các bạn, cái này mình chỉ một cái mẹo cho các bạn thử cái nhân nó vừa ăn hay không á. Nếu mà mình kỹ á, mình thử cái nhân nó trước khi vừa ăn xong để mình làm á, mà khi mà mình trộn thì mình trộn cái nhân đó đó, thì các bạn nêm nếm sau mình chỉ cái mẹo các bạn thử. Thì các bạn lấy một miếng nhân đó, các bạn để vô máy microwave này, các bạn hít cũng được, và các bạn để vô miếng dầu này, các bạn nhúng vô, các bạn chiên cho nó chín, các bạn ăn thử miếng nhân đó trước. À, cái đó là cái mẹo nha các bạn. Mình thử cái miếng nhân nó trước rồi tùy theo cái khẩu vị của mình vừa miệng. Đó, thí dụ các bạn cảm thấy bây giờ cái nhân nó vừa ăn thì thôi, bắt đầu mình tiến hành mình cuốn. Mà nếu các bạn thấy cái nhân nó lỡ mà nó lạc á, thì các bạn nêm thêm. Vậy thôi, dễ dàng. Nhưng mà đừng có bao giờ nêm nhiều quá, các bạn quá mặn cái bắt đầu mình lạc thì mình thêm muối hả, thêm này thêm kia nó dễ. Chứ mà lỡ mà để muối nhiều quá mặn cái là xong luôn. Mặn là các bạn phải để đường vô, để đường nhiều quá là xong, chiên nó bị khét luôn. Cái này mình nêm một nêm rồi đó các bạn, với nêm đường ít thôi, đừng có nêm đường nhiều quá, nó sẽ bị nó dễ bị khét. Chiếc đũa nó dớt cái chảo dầu nóng, mình phải lấy cái phẩm mới. Đó, các bạn làm thử mình đi. Các bạn mà xem cái gì mình có thiếu sót đó các bạn, comment bên dưới góp ý với mình nha các bạn. Mình lúc nào cũng lắng nghe, mong các bạn những lời chia sẻ tốt đẹp của các bạn hết trơn. Tại vì đôi lúc mình đâu có làm mà hoàn mỹ hết đâu các bạn, đôi lúc mình cũng phải sơ sót chứ. Đó, các bạn xem mà có cái gì mình thiếu sót á, góp ý với mình. Thí dụ anh chị rồi đó mà làm việc chuyên nghiệp đồ á, có cái nào, cái cách nào hay hơn, ngon hơn, nhanh lẹ, gọn hơn, góp ý cho mình. Mình lắng nghe các bạn. Mình cảm ơn các bạn nhiều. Cái này là mình theo cái tư duy, mà theo cái cách làm của mình đó bạn. Tại vì mỗi người nó có một cái cách làm khác nhau. Đó, mọi người có một cái ăn uống gia vị nó đều khác nhau hết đó. Cái này là mình cùng chia sẻ cuộc sống với nhau các bạn. Thì đối với gia đình mình, đối với mình thì mình biết cái gì thì mình chia sẻ anh em với các bạn cái đó thôi. Đó, mình cũng mong các bạn xem đóng góp với mình cho nó vui các bạn. Mình mà thí dụ mình làm này rồi có thiếu sót cái gì, mình cũng mong các anh chị các bạn đóng góp thêm. Theo cái cách mình làm nó đơn giản nhất là có thể là gì đó các bạn. Nha, các bạn thấy ngon. Đó.